Xin chào quý vị trên chuyến bay của hành lý tình yêu Spectrum Việt Nam. Tôi là Thành Trung, cơ trưởng của chuyến bay tình yêu này. Em làm gì không ạ? Tổng giám đốc của công ty sự kiện. Gặp em anh phải sang trọng và lịch lãm. Nhưng mà trước mắt là em thấy ngon. Cái sao hết tuổi của bạn trước nhỉ? Mình vừa đủ. Vừa đủ là 18 tuổi đấy. Chuyến bay mình nó khó quá, hay quá. Em mình xuống thật quá. Khỏi bay. Đi về. Bạn có vợ rồi hả? Thì là đây. Em là chị Ngọc là em hốt luôn đó. Tại vì đáng lẽ là chị buông tha cho em. Đúng rồi chị nói đáng lẽ là chị buông tha cho em. Nhưng mà cái thái độ tình yêu vượt qua được tất cả. Em không chịu. Giết em được mình cho em. Thì bạn thấy cái CV của chàng trai này thế nào? Vâng, tuyển ngay anh. Tuyển ngay. Rồi. Thế là được rồi.